tôi chỉ được là trong mỗi một cái chiến dịch chiến đấu xong về thì thường thường là Bác Hồ gặp cái lực lượng đi chiến dịch đó, thì thường thường là sau mỗi một chiến dịch thì Bác Hồ đến động viên thăm hỏi rất là mật thiết gắn bó. Thì chúng tôi mỗi một cái chiến dịch về đi về thì được gặp lại Bác ở những điều kiện như thế, cái vị trí như thế, nên là Bác đến thăm hỏi động viên chúng tôi là cái người trực tiếp tham gia các cái chiến dịch đến tham dự, và được Bác Hồ động viên khuyến khích rất là thân thiết, mật thiết, tình cảm lắm, gắn bó lắm. Sau này khi ông làm tư lệnh binh đoàn 32 rồi thì ông có được gặp Bác Hồ không ạ? Không, thì tôi về binh đoàn 32, trong khi đó thì chúng tôi bảo vệ, thì như thế là cũng gắn bó nhau, có tìm về cái trách nhiệm là như thế, là tất cả các đồng chí lãnh đạo của chính phủ thì chúng tôi là cái người là phải trực tiếp để bảo vệ. Thế là vừa rồi thì có ngay mà chúng tôi bảo vệ lúc đó với trách nhiệm rất cao ở cái chỗ là gì, như thế là vừa rồi như đồng chí Nguyên nữa, trước là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Thì lúc đó là chúng tôi như thế là có một đơn vị bảo vệ anh ấy. Thế tôi nhớ là như thế là cái lực lượng lúc đó bảo vệ thì ở cái chỗ đó thì nấu ăn để về ở chỗ khác mang đến. Thế thì ở chỗ ấy thì có một cái nhà, tôi quên nhà gì đấy, tên là gì tôi quên mất rồi. Là ở gần chỗ anh đồng chí Nguyên, có thể là nếu mà ở được cái chỗ đó thì là được cái lực lượng bảo vệ rất thuận tiện, cho nên các cái chủ gia đình ấy lại muốn đi vào trong miền Nam. Thế lúc đó tôi đổi cho cái nhà ở trong miền Nam, lúc đó thì cái miền Nam cái lực lượng bảo vệ thì có cái nhà ấy, tôi lấy một vài gian đổi đi, lấy cái nhà của Bác này ở do gần anh đồng chí Nguyên bảo vệ. Thì như thế là lực lượng bảo vệ với lực lượng của thủ trưởng bảo vệ thì nó gắn bó với nhau, thế là được tin cậy. Vậy tin cậy ở chỗ tức là có khả năng bảo vệ có hiệu quả.